Vâng, và tiếp tục cặp JBL100. Cặp này là series là 661 và 808 nha các bác, 661 và 808. Thì các bác sẽ biết rằng những cặp loa thời kỳ mà hãng JB lúc này sản xuất, những cái model này đều là sản xuất từng chiếc một chứ không phải là sản xuất cặp nha các bác, như những dòng loa đời mới đâu. Hầu như tất những cái dòng loa đời cổ thì hãng sản xuất từng chiếc một. Nó số series nó chỉ là cứ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 cho đến 1.000 hay là 2.000, 3.000 vân vân. À, khi đó hãng sẽ đóng từng hộp nha các bác, nên là những cặp loa JB hoặc là những dòng loa cổ Mỹ vân vân nó không bao giờ có series là trùng nhau đâu nha các bác, nó chỉ là sản xuất số lượng, sản xuất từng chiếc. Các bác hiểu nôm na là nó sản xuất từng chiếc cái đó, chiếc nào cũng như chiếc nấy. Đấy, thì đây là cặp loa L100, cặp loa rất là nổi tiếng ở phân khúc, giá là 26 triệu series thì em báo rồi. 661 và 808 nha các bác, rất là đẹp nha. Sở hữu 3 đường tiếng, 1 bass, 1 mic, 1 chép, bass mic Anico và chép LI25 huyền thoại của JB. Một lỗ thông hơi phía trước, cặp loa thùng gỗ làng, đây là Ekeng của em đó. Giá là 26 triệu đã bao gồm phí ship, đây là những cặp loa em tiến về để phục vụ các bác chuyên nghe nhạc. Dòng loa này JB nổi tiếng cái dòng loa nghe nhạc như những model dòng L vân vân, 3650 vân vân, hoặc là những dòng mà 4 số 4312, 4411 vân vân. Và dòng L100 vẫn là một trong những dòng loa nổi tiếng gọi là huyền thoại ở Việt Nam cũng như ở quốc tế vân vân. Loa âm tiếng về rất là đẹp nha các bác. Đây là những dòng loa từ nước ngoài về chưa qua tay người sử dụng Việt Nam. Âm tiếng về là vuông thành sắc cạnh hết cho các bác nha. Tại giá 26 triệu, bác nào có nhu cầu về yêu thích cặp loa này thì cứ liên hệ cho em Chiến qua hai số điện thoại phía sau tấm biển kia. Rồi, giờ em đi đến là chi tiết cặp sản phẩm nha. Đây là hai số điện thoại của em, các bác có thể liên hệ cho qua hai số điện thoại này. Nói về nghe nhạc thì dòng loa Mỹ vẫn là đẳng cấp nha, Mỹ vẫn là VIP, nghe rất là đã, về âm thanh của nó tuyệt vời. Ở tầm giá thì loa Nhật nó không có cửa đâu nha các bác. Đẳng cấp vẫn là loa Mỹ và loa châu Âu, và loa Nhật là đứng thứ ba, đứng sau cùng. Tóc tên sẽ qua cạnh loa. Rồi, đi đến là cạnh trái cặp loa. Đây, mời các bác cùng xem nha. Về những dòng loa này, các bác hầu như là đều là mua về nghe. Chất âm nghe của nó thì là một phần, và trưng bày là một phần nha các bác. Trưng bày thì nó về ngoại thất, nó là góc cạnh nó phải đẹp, yêu thích, đẹp. Nên là những cặp loa em đưa về rất là kỹ lưỡng ở cái khâu mà chuyển hàng về. Vâng, và đây là phía sau của cặp loa. Cặp loa sử dụng trạm mỏ chim nha các bác. Các bác thấy loa nó còn rất là mới, trạm loa rất là mới luôn nha. Rồi, sau đây em mời các bác xem cũng như những video khác, xem tổng quan cặp loa một tí rồi em sẽ dừng video. Video đến đây là kết thúc. Xin mời các bác đăng ký kênh, nếu các bác nào yêu thích kênh thì đăng ký để luôn được cập nhật những video và những sản phẩm hàng bãi về, tuyển chọn kỹ lưỡng những đống hàng đống chất bãi về để phục vụ các bác là sưu tầm nghe nhìn. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại các bác ở video tiếp theo nha. Vâng, sau đây thì em cũng quay chi tiết cặp loa 4312 dòng Catron Monitor, là dòng loa có số lượng bán nhiều nhất ở phân khúc, được anh em lựa chọn nhiều nhất, 4312 Catron Monitor. Cặp loa có giá là 20.500.000. Đây là những cặp loa em tiễn về, cặp này về trong sáng nay chung với cặp loa 4425 tai voi phía sau. Thì em xin mời các bác cùng nhau xem và xem video của cặp loa này. Nó là dòng Catron Monitor nha các bác, có hai vi tinh chỉnh nha.
Giá trên là đã bao gồm phí ship nha các bác, đã bao gồm phí ship rồi nha. Các bác ở xa nếu yêu thích cặp loa này, để muốn tìm một cặp loa chuyên nghe nhạc với chất âm tuyệt vời hay, thì loa Mỹ vẫn là lựa chọn hàng đầu của các bác ở phân khúc tầm tiền. Em nó sở hữu 3 đường tiếng, một bass 30, cân vải tâm dọc và một trung và một chép, một lỗ thông hơi phía trước, hai vi tinh chỉnh cho dải mic và dải chép. Đây em mời các bác xem tiếng loa rất là đẹp nha. Nhưng mà đẹp không có một điểm gì gọi là chê cặp loa này cả, nhưng cặp loa em đưa về luôn là tiên lửa kỳ lượng. Và đây là hai e kênh của em nó. Rồi em đi đến thùng vách, đây là feature của cặp loa. Các bác ở xa thấy yêu thích và muốn mua cặp loa này thì ngần ngại vì không mua chưa lần nào giao dịch với em, thì các bác cứ có thể cọc tiền 10% trở lên, ít nhất là khoảng 2 triệu trở lên thì em sẽ ship hàng tận nơi cho các bác. Thôi còn nhiều bác đã mua quen mua nhiều lần thôi, thì các bác chiếm khoảng đủ thì em sẽ bớt 300 ngàn vào cặp loa này và vẫn bao ship, còn là 20 triệu 200 ngàn bao ship, còn cọc tiền là cọc 2 triệu là giá 20 triệu 5 nha các bác. Ở đây em mời các bác xem thùng vắt rất đẹp luôn nha, hay gọi là tuyệt tác. Về những cặp loa đẹp như thế này rất là ưng ý nha các bác. Rồi đi đến là cạnh phía bên trái, đấy thì các bác có thể cảm nhận được cái độ đẹp qua ống kính mà em đã quay cho các bác nhé. Đây là những cặp loa từ Mỹ về chưa qua tay người sử dụng Việt Nam nha các bác. Các bác thấy chất lượng, chất của hàng bãi nó sẽ khác với những hàng đã qua sử dụng nha các bác. Nó sạch và nó có cái gì đó gọi là rất là đẹp, mới, nhìn rất là chất lượng. Đây, đây là cặp 4425 này, có thể chiều nay em sẽ quay cho các bác, có thấy độ đẹp không? Cặp này là cặp cuối cùng mà trong lô hàng em đã lấy nha. Hồi bữa em về đã báo hai cặp, về một cặp thì em mới gửi đi cho một bác rồi. Cặp này là cặp cuối cùng đã về. Đây các bác thấy. Còn cả tem hai cặp, cặp đúng cặp nữa, còn tem còn đồ rất đẹp luôn nha. 4425 thì nó giá 33 triệu nha các bác. Còn cặp này là cặp trong tầm tiền được anh em sở hữu nhiều nhất. Có số lượng các bác sở hữu nhiều nhất 4312 Patrol Monitor. Rồi em Chiến xin chào và hẹn gặp lại các bác nha. Các bác nào có yêu thích cặp loa này thì liên hệ cho em Chiến qua hai số điện thoại ở trên tấm biển kia, em giao hàng toàn quốc cho các bác. Đây là hai số điện thoại của em, các bác có liên hệ cho em qua hai số điện thoại này hay là kết bạn Zalo qua số 0965770227 nha. Các bác nhớ đăng ký kênh để luôn được cập nhật những video mới nhất và ủng hộ kênh.